Mèo trầm lặng là gương mặt số mấy Nam Mèo Anh ơi? Mèo trầm lặng là số 2. Mèo trầm lặng theo em nghĩ là số 3. Cái gì vậy bà? Mèo trầm lặng mà số 2 rồi. Số 2 tôi chọn là bạn chọn. Bạn nói gì bạn? Ồ vậy hả? Ê hai chị em này ở nhà cãi lộn chắc vui ha. Cứ tông đều. Cái gì vậy bà? Cái gì vậy bà? Dạng dạ, hoài. Hai đứa mỗi lần mà mình thông báo một cái tin gì đó quan trọng hay là khẩn cấp á, là mình thông báo làm sao? Thí dụ mà có cháy nhà thì thông báo làm sao? Kể cho nghe câu chuyện vui nữa nè. Trời ơi nó vui. Cũng là cháy vậy nè. Có nghĩa là cái chuồng heo ở cách cái nhà của em chắc cũng khoảng 500 mét. Thì bữa đó là gắn cái bóng đèn, thì dượng của em mới đứng ở dưới, ổng mới ghim đèn vô, ổng hỏi là cháy chưa. Thấy thấy cái bùm theo thì em mới nói là cháy rồi. Em nói cháy chưa? Cháy rồi. Nhưng mà nó cháy chứ không phải nó cháy. Hiểu không? Nghĩa là nó cháy rồi nhưng mà nó không có cháy. Bây giờ rốt cuộc là cháy chưa? Cháy rồi. Rồi rồi em nói như vậy bao lâu thì vừa em mới hiểu ra. Dạ đến hôm cuối. Hôm cuối là vậy. Cháy ở đây là thèo thèo á. Thèo thèo. Tới khi mà dựng sau quả nhà xong rồi cũng là cháy trên mặt. Câu chuyện nó mới được kết thúc là ông phải đi xuống dưới ông coi coi nó cháy cái gì mà sao nó nhảy rần rần vậy. Mà kết cục là không phải cháy đẹp mà là cháy mùa heo.